Hello cả nhà, thì bữa nay mình sẽ chia sẻ một tuần mình đi chợ coi coi có nhiều đồ không nha. Bây giờ thì Kim mở sẽ mở ra coi mình mua cái gì ở trong đây. Thì đây Kim mua khoai này là khoai ngọt, người ta bán là như là một đồng hình như 99 cent, 99 cent thao hay sao đó. Kim mua năm củ, củ con nào cũng bự hết, tươi và ngon. Đây, bỏ qua một bên. Và Kim mua sữa. Cái này là sữa sữa cho nam, sữa organic. Rồi cái này thì Kim mua là pizza. Thì lâu lâu mình không có nấu ăn đó, mình có thể ăn cái này rất là tiện luôn. Thì cái này người ta bán là hình như là 5 đồng, 5 đồng rưỡi hay sao đó. Thì ở đây Kim mua là hai bịch nho. Nho này rất là tươi nha cả nhà. Nho này là nho nho xanh. Cái chùm nhìn ngon hả, rất là tươi luôn á. Tôi mua ở chợ HEB 2 bịch thì người ta bán là 3 đồng một pound, thì khi nghĩ cái bịch này cũng gần 2 pound đó. Hai cái bịch này khi nghĩ là cũng gần mười mấy đồng cho hai bịch nho này. Còn đây thì Kim có mua là cái này là đuôi đuôi bò đó, mình có thể nấu bò kho hay là nấu phở. Còn cái này là xương 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 bò, người ta mới bỏ ra nhìn rất là tươi luôn, ngon nữa. Thì cái vỉ này là 8 đồng mấy, còn cái này thì 11 đồng. Khi mua cái này là bacon mình làm với lại scallop á, thì rửa lại nha, những cái đồ mà mình mua ở ngoài tiệm đó mình phải về mình rửa lại. Còn khi mua là cái bịch này, bịch bánh mì cái hiệu này nhìn ăn rất là ngon luôn á, Kim rất thích. Ở nhà thì thường thường mua cái hiệu này ăn nè, cái bánh mì sandwich á, dĩa trứng organic, dĩa này hình như là 4 đồng mấy. Rồi mình coi mua gì nữa nha. Bên đây thì khi mua blueberry ăn sáng đó. Rồi này là khoai này là khoai màu đỏ. Đó, khoai này. Thì ở bên đây Kim có mua cái này là gì đây? Một bó hành organic luôn. Cái loại này là cà rốt đó cả nhà, cà rốt họ bán. Thì thường Kim thích mua cái củ mà người ta để như vậy nè, này là cũng organic luôn. Rồi Kim mua cái này là bắp, ba trái bắp là 1 đồng. Và cái này là củ dền 3 củ hình như là 2 đồng mấy đó. Cái loại khi mua chuối nữa nè. Rồi để coi mua gì nữa nha. Để khi mua cereal này để cho Nam ăn sáng đó. 2 cái cereal, 2 loại này. Thì đó, khi mua tổng cộng như đây là 90 93 đồng. Mình thấy mình cũng đâu có mua gì đâu mà cũng gần hơn 100 đồng. Tại vì cái thịt, mấy cái thịt này là cũng gần hai mươi mấy 30 đồng rồi đó. Rồi để Kim ra freezer, ra cái tủ ngăn đá đó, coi Kim có gì, tại vì có đồ ăn ở trong đó nữa cho nên mình không có cần phải mua thịt nhiều. Đây là cái tủ freezer Kim để trong cái gara đó, cái tủ nhỏ thôi nhưng mà mình đựng đồ cũng nhiều lắm. Ở đây thì Kim có là hồi tuần trước mình có mua gà gà ở trên đây rồi. Thế này là Kim mua là bịch tôm ở Costco luôn đó. Tôm với lại coi có gì nữa nha. Một bịch Kim mua
Kim mua một bịch scallop nè, scallop ở Costco luôn á. Với lại còn tôm, tôm hồi bữa mẹ Kim có cho. Với lại một bịch mực nữa, là hai bịch mực. Hai bịch mực với lại một con gà. Với lại thịt, thịt bò còn nữa nè. Cho nên trong tủ freezer thì mình có còn đồ ăn á. Cho nên mình không có không, một tuần này mình không có cần phải đi mua thịt nhiều, tại vì ăn có 3 người thôi. Nhưng mà như đây á là mình có thể ăn đủ một tuần rồi, chủ yếu là mình mua rau thôi. Đây mình mới mua thêm cái rau này, là rau quế. Người ta gọi là organic sweet Thai basil. Rồi mình sẽ trồng trong chậu luôn đây. Cái này là mình mua là hình như 3 đồng mấy đó. Đây cái chùm cóc này cả nhà. Để khoảng chắc mấy ngày nữa mình sẽ hái. Như vậy là ăn được rồi nè. Nhìn rất là ngon luôn. Và cây, cây này còn quá trời luôn nè. Rồi bây giờ thì Kim sẽ chấm dứt cái video này. Các bạn nào chưa có đăng ký kênh mình thì nhớ subscribe. Hẹn các bạn trong video lần sau. Cảm ơn.